Kính thưa quý vị, chúng ta phải thật thà với nhau một câu rằng địa linh thì nó sinh nhân kiệt. Quảng Nam đã từng ra sản xuất những năm ông tiến sĩ cùng gọi là ngũ phụng tề phi, thì đất Quảng Trị cũng vậy, đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Mà một trong những cái chứng nhân lịch sử đang hầu chuyện quý vị, đó là dân biểu, đó là giáo sư, đó là nhà văn, đó là nhà báo, truyền thông Nguyễn Lý Tưởng. Xin mời giáo sư tiếp tục nói về cái cuộc sinh hoạt trong cái giai đoạn suốt từ năm 60 cho đến năm 75 của giáo sư ở miền Nam trong vấn đề báo chí, rồi văn hóa đi dạy. Mà một người đã tốt nghiệp Pellerin là một trong những cái học đường nổi tiếng ở Huế. Và xin mời giáo sư. Dạ, để xin tiếp tục là qua cái phần thứ hai. Thì cái điều thứ nhất là hai cái tác phẩm của tôi đó là tôi viết với tư cách là chứng nhân lịch sử về cái đất nước, về gia đình qua những cái giai đoạn mà tôi sống. Tôi là nhân chứng trực tiếp, hoặc là những người trong gia đình tôi, hoặc là những người mà tôi quen biết. Thế thì con người ta sinh ra và lớn lên trong xã hội đa số là không hài lòng với cái chế độ hiện tại và muốn đi tìm một con đường, muốn có một chương trình xây dựng xã hội, xây dựng đất nước. Thì tôi đã từng nghe các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam nói lập chí, lập ngôn, lập hội. Trước hết phải có tư tưởng chính trị của mình, đó là lập chí. Sau đó là viết lại những cái tư tưởng của mình qua sách vở, thì gọi là lập ngôn. Và cuối cùng thì cùng với những người đồng ý với cái chương trình hay là tư tưởng chính trị của mình để đứng lên tranh đấu để thực hiện cái chủ trương đường lối đó, thì gọi là lập hội hay là lập đảng. Thế thì tất cả những cái đó là tôi đều có trải qua hết. Thì khi bây giờ nói đến cái vấn đề tư tưởng của mình, thì chúng ta biết rằng là người xưa nói rằng là dị văn hồi hữu, tức là dùng văn chương để kết bạn. Thì như tôi nói là khi tôi qua bên Mỹ này đó, thì tôi cùng với anh Lê Quang Sinh, tức là Bút Thiệu Như Hoa, và anh Nguyễn Phúc, Bút Thiệu là Nguyễn Phúc Sông Hương, thành lập cái hội thơ. Cái hội thơ đó thì chúng ta đã hoạt động, và cái tác phẩm đầu tiên ra mắt là năm 1995-96. Thì lúc đầu là mới được có 25 người tham gia, nhưng mà dần dần thì lên đến 300 người, rồi 500 người. Mà trong đó là có những người có tên tuổi, có bằng cấp, có người ở trong Hàn Lâm Viện, có người là giáo sư đại học, có người là nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ danh tiếng. Thì đó là cái chuyện mà dị văn hồi hữu, tức là dùng cái văn chương để kết bạn. Thế nhưng mà chúng ta biết là đời xưa đó, Đức Khổng Tử là cái người mà đi chu du khắp thiên hạ, đem cái tư tưởng của mình, đem cái chủ trương chính trị của mình đến gặp các vua chư hầu chỗ này chỗ nọ để vận động họ thực hiện cái chương trình của mình. Nhưng mà cuối cùng là không có kết quả, cho nên cuối cùng ông phải trở về quê và ông mở trường dạy học. Thì cái dạy học đó là lúc đầu thì ông có 72 người học trò giỏi, rồi sau đó lần lần là có đến 3 người, 3.000 người học trò.
thì nhờ những cái người đó mà ghi chép lại những cái tư tưởng chính trị của ông Khổng Tử. Thì sau này đó thì cái nho học nó mới được phổ biến trong thiên hạ, và đến cái đời nhà Tống thì các nhà nho mới đem cái tư tưởng Khổng Tử để mà thực hiện, để xây dựng một cái xã hội dựa trên những cái nguyên tắc là tam cương và ngũ thường. Thì tôi chỉ nói qua như vậy thì chúng ta hiểu là bây giờ tôi ở trong cái tuổi đã già rồi, và những cái điều hoài bão thì phải để lại cho đời, cho con cháu. Do đó mà tôi phải viết lại những cái gì tôi trải qua, những cái điều mà tôi trải qua đó thì phải tạm hiểu rằng là đó là cái kinh nghiệm đời với cái tư cách là chứng nhân lịch sử. Thế thì tôi xin nói một điều là xin kể một câu chuyện là năm 1940, khi đó cụ Phan Bội Châu bệnh mà có thể là sắp chết rồi, thì cụ Huỳnh Thúc Kháng với một số đồng chí, tức là những cái người mà ủng hộ của Phan Bội Châu, ủng hộ tư tưởng của Phan Bội Châu, thì mới đem nhau tới để gặp cụ Phan Bội Châu. Và trong khi gặp đó thì họ mới nghe cụ Phan Bội Châu đọc một cái bài thơ, mà bài thơ đó là gọi là gửi cái phường Hầu Tự, tức là cụ Phan Bội Châu muốn nói lại với những cái người đàn em, những cái người thế hệ sau. Thế thì cụ mở đầu cái bài thơ đó là: mạc sầu tiền lộ vô tri kỵ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Cụ nói rằng là đừng có buồn vì con đường phía trước không có ai là người tri kỵ của anh cả. Nhưng mà anh nên nhớ rằng là trong thiên hạ không ai mà không biết đến anh. Lúc đầu tôi tưởng rằng là cái bài thơ đó, mấy câu chữ Hán đó là của Phan Bội Châu. Nhưng mà không phải. Sau này tôi nghiên cứu tôi mới biết là cái bài thơ chữ Hán đó là của gọi là Biệt Động Đại. Là cái bài đó là tác giả là Cao Thích. Thế thì cái bài đó nói như thế này: thập lý hoàng vân bạch nhật huân, bắc phong suy nhàn tuyết phân phân, mạc sầu tiền lộ vô tri kỵ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Nghĩa là khi từ biệt nhau đó thì trước mặt người đó là thập lý hoàng vân, là mười dặm mây hồng, mà bạch nhật huân là trời sáng trong, bắc phong suy nhàn tuyết phân phân, gió bắc đuổi con nhàn đi và tuyết bắt đầu rơi rơi. Thì đó là cái cảnh rất là buồn. Thì cái ông tác giả là Cao Thích nói với Động Đại là: mạc sầu tiền lộ vô tri kỵ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Đừng có buồn là trên đường phía trước mình không có ai là tri kỵ cả. Nhưng mà sự thật đó là trong thiên hạ không ai mà không biết anh. Thì vì tôi tin tưởng ở cái điểm đó cho nên tôi viết lại, tôi nói lại, có khi tôi phát biểu trên đài, có khi
tôi tham gia những cái hội luận trên Internet, thì cái đó là để mà bày tỏ cái niềm tin của tôi đối với cái thế hệ sau. Thế thì khi mà cái tâm trạng của chúng tôi đó, trong cái hoàn cảnh hiện tại đó, tuổi về chiều rồi, mà giống như câu thơ là tiền bất kiến cố nhân, hậu bất kiến lai dạ, niềm thiên địa chi du du, độc lân nhiên nhi lệ hạ. Có nghĩa là nhìn ra phía trước thì không thấy người xưa, không thấy người quen, mà nhìn lại phía sau thì không thấy ai nối tiếp cái con đường của mình, không thấy người tới, và nhìn trời đất thì mờ mịt. Cho nên mình nghĩ cái thân mình mà tụi thân, cho nên đôi dòng lệ rơi xuống. Thế thì hôm nay đó là tôi được mời tham gia cái diễn đàn này, thì lứa tuổi của tôi đó là không mấy ai mà dám lên cầm cái micro để phát biểu. Thì tôi xin nói mấy cái điểm chính mà tôi muốn nói với cái thế hệ sau. Là cái khát vọng của dân tộc chúng ta đó, là toàn thể dân tộc chúng ta đó, là khát vọng dân chủ. Tức là cái khát vọng dân chủ là khát vọng của toàn thể dân tộc chúng ta. Và cái điểm thứ hai tôi muốn nói là dân chủ và nhân quyền là phải đi chung với nhau, vì không có dân chủ là không có nhân quyền. Chính xác. Trong thế kỷ thứ 18 có hai cuộc cách mạng quan trọng của thế giới, đó là cuộc cách mạng dân chủ tại Hoa Kỳ đã khai sinh ra Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ năm 1776. 13 tiểu bang đầu tiên đã tuyên bố độc lập, thoát ra khỏi sự cai trị của đế quốc Anh. Và nhờ sự đoàn kết, sau chiến tranh Nam Bắc, nước Mỹ đã trở nên cường quốc số 1 trên thế giới, và chế độ dân chủ tại Hoa Kỳ tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và trở nên với một cái hiến pháp do các nhà lập quốc xây dựng từ năm 76 đến nay đã được 200 mấy chục năm. Quá tốt rồi, kính thưa quý vị. Chúng ta phải công nhận với giáo sư Nguyễn Lý Tưởng là cái nhu cầu thiết yếu của con người, ngoài vấn đề tứ khoái để mà trường tồn, nó còn đòi hỏi một cái đời sống nội tâm của một đời sống lý tưởng, đó là vấn đề nhân quyền và dân chủ. Chúng ta sẽ tiếp tục cho phần 3 để mời giáo sư nói tiếp về cuộc cách mạng, đặc biệt trong cái thế kỷ thứ 18, ngoài cuộc cách mạng của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng của Pháp Quốc. Xin cảm ơn quý vị.